Bên em vừa mới cập bến được một số loa hát karaoke bass 30, bass 40 đến từ Mỹ anh em ạ. Phiway bass 30, dòng loa kiểm âm monitor. Những cái đời này côn khoảng 100 và từ 220 nha. Bên trên là loa chấp kèn này. Đó. Đây là cặp 4 tấc. Phiway mic xịn anh em. Đó, Mỹ nó mic xịn ha. Dòng loa full này. Bass 4 tấc, còn đây là dòng loa kiểm âm monitor. Bass 3 tấc Phiway đây. Hầu như là những dòng này đến từ Mỹ ngoài USA và sử dụng côn 100 từ 220 hết anh em ạ. Rồi những cặp loa Array dành cho gia đình này. Đó, kiểu dáng Array ha. Đó, hiện tại là em vừa cập bến, nó còn dính dơ dính bụi thôi. Nên những cái dòng này mình lau chùi nè. Lau chùi sơ sơ một chút là sẽ sạch ngay anh em ạ. Em về được hai cặp như nhau. Đây là hãng Toa đến từ Nhật Bản ha. Rồi em sẽ mở cái căng ra, hiện tại em đã mở ra được hai chiếc rồi. Đó. Sử dụng là một loa mid bass 16. Đây là cái lớp xốp đã bị mục rồi, mình bỏ ra ha. Đó, nó tầm khoảng bass hay bass khoảng 15 16 anh em, và ba loa chép ở bên trên. Những dòng này chưa về tiếng nha. Đó, chưa về tiếng, tiếng nó hay cực kỳ hay trên dòng loa tiếng này, bởi vì nó là dòng loa Array mà. Là thiết kế như thế này đây. Và mình có thể treo tường cũng được, hoặc là để trên thùng loa, hay là mình để dạng đứng như trong video này cũng được này. Bởi vì ở phía sau nó còn một cái bát, nên là cái khung bát để treo tường này anh em này, bằng sắt ha. Rồi một số màu đen. Đó. Hiệu Toa HX5B-WP ha, EU 8 ohm 600W cho một cây. Đó, nguyên cái bộ này là 4 cây này. 4 cây nhập vô là 600W ha, tương đương với lại 150 W cho một cây đó anh em. Đó, 600W này, 8 ohm đến từ Made in Indonesia. Đó, đây là dòng hàng của Nhật nha. Và được ra đắt tại bên Indo. Đó, dòng Array anh em ạ. Mình thấy không? Nó cực kỳ là nhỏ gọn xinh xắn anh em, và karaoke chứ dòng này phải nó hết bài rồi. Tiếng nó cực kỳ là khủng ha. Bay tiếng lắm anh em. Nó tầm khoảng giá tiền khoảng 12 triệu một bộ. Nó một cặp là hai cái như này ha, hai chiếc này là 12 triệu một cặp anh em. Đây cũng vậy này, nó em về được hai cặp như nhau ha. Dòng này anh em chơi là không phải đụng hàng, bởi vì nó là dòng Array. Cũng hiếm trên thị trường anh em ạ. Bác đồng mua em sẽ vệ sinh lại ha, sạch sẽ sạch đẹp là thổi bụi ra, xịt bụi các kiểu. À, kiểu dáng Array này, nó bốn loa nha, nó bốn cây, 1 2 3 4. Bốn cây cho một cái cột này này. Rồi những bộ loa kèm cả súp Phiway 1522HC này. Như 1522HC này em đang có 3 cặp. Đó, đây một cặp anh em này. Trên đây một cặp nữa ha. Và đây một cặp này. Đó, em đang có 2 cặp. Rồi ở phía dưới là một bộ súp. Bộ súp đi liền với nó là bass 50 từ 220 của 100. Kể cả những con bass này cũng vậy. Nó đều từ nó khoảng từ 190 hoặc là từ 220 anh em. Những dòng này em lâu lắm rồi em mới nhập về nên em cũng quên mấy cấu hình của nó, nhưng mà cũng khá là gấu ha. Đó, khá là gấu, có thể là từ 220 của 100 anh em. HC 1522 ha. Bên trên là loa chấp kèn họng cánh bướm này. Ở phía dưới là bộ súp nha, kèm theo bộ của nó nguyên con đây. Đó, cái bộ này anh em có thể mua về hát karaoke gia đình mình, xài những dịp Tết cuối năm hay là Noel anh em, hay là các đám tiệc mà mình cần chơi ngoài trời đó, những cái bộ này đáp ứng rất là tốt ha. Rồi phía sau này. Đó, Phiway 1522HC 500W ha, maximum 500W. 8 ohm. Đó, dòng này đến từ Made in USA đây. Dòng Mỹ ha. Rồi tiếp đến là cái dòng loa súp này. Súp là Phiway 118. Công suất là 700W maximum. Trung bình đầu vào là 350W 8 ohm luôn ha. Cũng đến từ Made in USA. Đó, tất cả dòng full và dòng súp đường vô mà dắt 6 ly hết trơn anh em ạ. 6 ly hết ha. Đó, hầu như là những cặp này em cặp bến em chưa có vệ sinh, chưa xịt bụi hết trơn mà nó còn đẹp lắm anh em. Còn đẹp lắm nha. Bác nào mua em sẽ vệ sinh lại một lần nữa. Rồi tới các kiểu ok hết rồi mới gửi nha. Hiện tại em chỉ
quay anh em xem tham khảo đấy, có chốt thì lên Zalo cho em ha. Đấy, những cái bộ này giá tiền nó khoảng hơn 20 triệu một bộ, nó gồm một cặp súp và một cặp phun anh em. Súp phía dưới này hơn 20 triệu ha. Có cái cặp loa toa này là 12 triệu một cặp này. Đây, cặp loa Anh Quốc này em cũng về thêm một cặp tiếp. Thùng sơn màu tím ha. Dòng này chỉ dính dơ thôi và chảy xương xương thôi. Bác nào mua em sẽ sơn lại cái căn là một lần nữa là nó sẽ sạch đẹp ngay anh em ạ. Chép bên trong to lắm và củ bát là từ 190 côn 75. Những dòng này full ha, có thể chơi được ở ngoài trời, kể cả những dòng loa phi ve cũng vậy, chơi được ngoài trời ha, côn 100 lận. Đó là một cặp bát phi ve này, bác rồi em về một đống hết trơn. Đó, nó khoảng vài chục cặp nha, hiện tại nó về khoảng vài cặp trước thôi, như phi ve này. Một cặp của nó đây. Đó, anh em thấy ha, phi ve này bát 4 tấc từ 220 côn 100 ha. Đó, đến từ Made in USA này, dòng loa phi ve hàng của Mỹ nồi anh em. Đó, từ 220 côn 100, xương ngang đúc đa chấu ha. Côn 100 rồi và từ 220. Đây màn loa nó còn rất đẹp. Chiếc này cũng vậy ha. Hầu như cặp này nó đẹp quá trời đẹp anh em. Mơ đấy về đẹp quá trời đẹp. Này. Đó. Từ 220 côn 100. Màn cũng đẹp nữa. Rồi đây là cái từ này. Đó, từ loa là từ 220 ha. PV 8 ohm 600W cho một chiếc loa. Đến từ Made in USA này. Đó, dạng loa phi vây hàng Mỹ ha. Như cái cặp phi vây này giá tiền là 6 triệu một cặp. Đó, hàng Mỹ nồi 6 triệu một cặp anh em ha. Thì có một chiếc bát 50 từ 190 này. Và côn bên trong là 75. Đó, bên trong côn 75 ha. Cái cặp này còn đẹp lắm anh em. Nè. Đó, cặp này còn đẹp lắm. Nè, từ màng lỗ mũi loa rồi côn loa, nhẹt loa, gân loa các kiểu. Còn đẹp khoảng 95% rồi, nó chỉ dính bụi thôi. Đây là bát 50 của nhà Emelon ha. Made in USA này. Đó, 4 ôm anh em ạ, chỉ khác là 4 ôm Made in USA. Xuyên ngang đúc đa chấu bản cơ lớn này, từ 190. Từ 190 ha. 190 200 vậy đó anh em, thấy nó cũng to muốn gần bằng cái từ 220 luôn rồi. Nó côn 75. Đó, như một chiếc này giá tiền 3 triệu nha, 3 triệu một chiếc này. Anh em có thể mua về mình độ chế thùng loa súp hơi hoặc là loa súp điện cũng được. Đó rồi, anh em mua hàng cọc cho em một ít nha, bởi vì anh em cứ sợ lừa không dám cọc thôi, chứ một ngày em đi hàng nhiều lắm. Đây là những cục hàng em đi đóng gói này. Đó, anh em cứ việc cọc cho em ít rồi em gửi hàng thôi. Nên nhiều anh mua cái cặp loa mà 2 triệu đi, kêu cọc có 300 ngàn không giống cọc nữa, cọc 200 hoặc 300 ngàn là không giống cọc, sẽ lừa anh em ạ. Đó, hàng đi sáng giờ nào đóng như đây là chiều thêm một mớ nữa, rất là nhiều nha, một ngày đi nhiều hàng lắm anh em. Đó, rồi anh em cứ mua hàng cọc cho em trước 20, 30 hay là 50% vậy đó, cứ cọc là sẽ có hàng, hàng tới thôi, chứ không có vụ mà em lấy tiền cọc của khách hàng mà không gửi hàng đâu. Trừ khi nào mà hàng nó bị mất thì em sẽ hoàn lại tiền cọc thôi. Đó, nó bị mất hàng hay là lạc hàng thì em sẽ hoàn lại tiền cọc cho anh em ha. Chứ anh em cứ cọc hàng là sẽ có hàng gửi đi. Đó, rồi anh em xem nha, có kết mẫu loa nào trong video này liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc ạ. Vì em xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.